Bây giờ hãy cùng tìm hiểu một ví dụ cụ thể về cách phân tích thông tin cơ bản cho một cặp ngoại hối chính. Chúng ta sẽ tìm hiểu cặp phổ biến nhất là euro đô la, cũng như bất kỳ cặp ngoại hối nào. Một trong những động lực chính của euro đô la đó chính là chính sách tiền tệ. Hầu hết lãi suất cơ sở ở Hoa Kỳ sẽ cao hơn so với khối châu Âu. Vì vậy, đầu tiên bạn cần thường xuyên kiểm tra triển vọng về chính sách của Fed cũng như là ECB. Nếu Fed tăng lãi suất, ECB ôn hòa hơn hoặc cả hai điều này diễn ra cùng lúc, thì thông thường cặp Euro-US dollar có thể sẽ giảm. Tương tự với trường hợp ngược lại, để đánh giá khả năng áp dụng của chính sách tiền tệ trong tương lai, nhà giao dịch cặp Euro-dollar sẽ xem xét tỷ lệ lạm phát ở cả hai đồng tiền này, cũng như xem công cụ CME Fed Watch Tool và các nguồn khác để biết được kỳ vọng. Sức mạnh của nền kinh tế EU so với Hoa Kỳ chủ yếu phụ thuộc vào dữ liệu về việc làm và GDP, nhưng các thông tin công bố khác như PMI và cán cân thương mại cũng có liên quan khá lớn. Sự khác biệt chính giữa đồng euro và các loại tiền tệ chính khác là đồng tiền euro là đồng tiền chung được sử dụng chính thức tại 20 quốc gia thuộc EU. Điều đó khiến lạm phát, GDP và các thông tin công bố khác từ các quốc gia như Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha trở nên quan trọng, bên cạnh các số liệu của toàn khối châu Âu. Thông thường, quan trọng nhất là chủ yếu phải xem xét dữ liệu của toàn EU và Đức. Lý do vì sao ta phải xem xét cả dữ liệu của Đức vì đây là nền kinh tế lớn nhất trong khối châu Âu, tính theo GDP. Nếu Fed tăng lãi suất, đồng thời ECB ôn hòa với lạm phát 3% ở Hoa Kỳ và 0,5% ở khối châu Âu, GDP cho thấy mức tăng trưởng khiêm tốn ở Hoa Kỳ, suy thoái ở Đức và tỷ lệ thất nghiệp ở EU cao gấp đôi so với Hoa Kỳ, thì đây là một cái tín hiệu đáng tin cậy để bán cặp euro đô la Mỹ dựa trên các thông tin cơ bản. Trong đa số trường hợp, quy trình này về cơ bản tương tự đối với các cặp tiền khác với đồng đô la và hàng hóa được định giá bằng đô la. Vàng hơi khác ở chỗ tâm lý và địa chính trị sẽ có tác động thúc đẩy mạnh hơn với vàng so với cặp euro đô la. Nhưng thông thường các yếu tố tương tự như chính sách tiền tệ, lạm phát, dữ liệu việc làm, GDP v.v. ở Hoa Kỳ cũng là những yếu tố chính cần theo dõi. Có lẽ rõ ràng đó chỉ là một phần của câu chuyện. Bạn cũng phải xem biểu đồ và kiểm tra xem liệu biến động có nằm trong biên độ với tỷ lệ tốt hay không. Cùng với ví dụ trên, nhưng giá của euro đô la là 1.01 đô la và 1.00 đô la đã bị từ chối 3 lần. Bạn vẫn không nên bán cặp euro đô la theo thị trường trừ khi hết sức thận trọng.